mấy ăn rau á, kênh không? Ăn rau cải đó. Còn Hà My bây giờ là cầm đũa siêu lắm rồi đó nha. Con gấp ăn đi con. Gấp trứng ăn đi. Con gấp trứng ăn đi con. Chứ sao con gấp cái muỗng gì vậy con? Gấp đồ ăn á. Cầm tay phải. Cầm tay phải chứ. Con gấp trứng ăn đi. Giỏi. Con gấp trứng ăn đi giỏi. Không có phá con, không có phá vậy, không có nghịch vậy.